Hiệu ứng tiếp theo liên quan đến làm mờ, đó là hiệu ứng Bokken, tạo những lốm đốm sáng trông rất hấp dẫn và đẹp mắt. Với hiệu ứng này, các bạn chọn hình và chúng ta tiếp tục vào filter, chọn blur và chọn phần iris. Tôi chọn đối tượng này và kéo vị trí này. Tôi chỉ muốn duy trì phần này không bị hiệu ứng Bokken thôi. Có nghĩa ảnh chúng ta có những thành phần chính và phụ, tôi chọn đây là thành phần chính của nó và thu nhỏ các vị trí lại. Tôi đang cố tình tạo tâm điểm. Ok. Ngoài vùng này, tôi muốn tất cả các vùng ảnh này tạo hiệu ứng Bokken mờ nhòe trông đẹp hơn. Thì ở đây chúng ta có phần Light Bokken. Các bạn tăng lên. Các bạn thấy rằng những đối tượng điểm sáng của chúng ta bắt đầu lóe. Và chúng ta có thể chuyển màu Bokken Color trông hấp dẫn hơn phải các bạn. Ánh sáng màu sắc hơn và đẹp hơn. Nếu muốn chúng ta có thể giảm phần này xuống để hiệu ứng Bokken này vào trong nhiều hơn. Tôi kéo vị trí này lên và đẩy lên. Và phần Light Rain các bạn có thể thay đổi nữa. Nhưng lưu ý chúng ta không lên quá tay. Đây là một hiệu ứng khá hay. Chúng ta không phải quá tốn kỳ công. Nếu đồng ý các bạn nhấn OK cho bàn phím. Các bạn lưu ý rằng với tấm hình đêm thì hiệu ứng Bokken này sẽ phát huy tác dụng nhiều hơn. Với tấm hình ngày thì chúng ta thấy hiệu ứng ít hơn rất nhiều. Tôi OK để xác nhận và kết thúc video này.